Chào mừng các em học sinh đã đến với series Giải thích giáo khoa tiếng Anh lớp 8 của Anh ngữ Jim. Trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi giải các bài tập của bài Review 3, phần Language nhé. Nội dung ôn tập sẽ xoay quanh các chủ đề về bảo vệ môi trường, mua sắm và thiên tai. Đối với phần Language, chúng ta sẽ được ôn tập lại về cách phát âm, các từ vựng và ngữ pháp trong 3 chủ điểm, đó là bảo vệ môi trường này, mua sắm và thiên tai. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với pronunciation, phát âm, với hoạt động đầu tiên. 1A. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Chúng ta sẽ được nghe và đọc lại và chú ý đến các từ được gạch chân. Đối với bài tập này thì chúng ta sẽ được ôn tập lại về cách phân biệt giữa các âm bl, pl, sp và st. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe đoạn audio nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc lại các câu này. The sky today is clear and blue. The speaker talked a lot about honesty. The store on that corner sells local specialities. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động 1B của phần pronunciation. Choose A, B, C or D to show the word in each group with a different stress pattern. Đối với bài tập này thì chúng ta sẽ phải tìm ra một từ có cách đánh dấu trọng âm khác với các từ còn lại. Ở bài tập 1B thì chúng ta sẽ được ôn lại về trọng âm của các từ kết thúc bằng đuôi all và us. Để làm được bài tập này thì chúng ta sẽ cùng đọc các từ lên để xem đâu là từ có cách phát âm, có cách nhấn trọng âm khác nhé. Number 1. Humorous. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tremendous. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Numerous. Âm tiết thứ nhất. Và generous. Âm tiết thứ nhất. Vậy, đáp án của chúng ta ở đây chính là B. Tremendous. Là từ duy nhất mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Number 2. National. Âm tiết thứ nhất. Animal. Thứ nhất. Arrival. Thứ hai. Và typical. Thứ nhất. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn C. And number 3. Festival. Âm tiết thứ nhất này. Cultural. Âm tiết thứ nhất. Poisonous. Âm tiết thứ nhất. Và ambitious. Âm tiết thứ hai. Và đáp án của chúng ta ở đây chính là D. Vừa rồi chúng ta đã được học về phát âm. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần vocabulary, từ vựng. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta là hoàn thành các câu sau đây với những từ cho trước. Những từ này là những từ đã xuất hiện trong cả 3 unit. Customers, đây là một danh từ nghĩa là khách hàng. Single use, đây là một tính từ với nghĩa là dùng một lần. Natural disasters, cũng danh từ này có nghĩa là thiên tai. Bargain, đây là một động từ có nghĩa là trả giá, mặc cả. Và habitus, đây là một danh từ có nghĩa là nơi sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ điền các từ này vào các ô trống. Chú ý là chúng ta sẽ dựa vào ngữ cảnh và từ loại để điền cho thích hợp nhé. Câu 1. We should recycle various products instead of throwing them away. Chỗ trống của chúng ta ở đây thì đứng trước một danh từ, vậy nên chúng ta sẽ cần phải điền một tính từ, một loại sản phẩm gì đó mà chúng ta cần phải tái chế. Câu 2 này. Shopping centers attract a lot of during the sales season. Ô trống ở đây thì đứng sau một giới từ, vậy nên chúng ta sẽ có một danh từ. Và danh từ này sẽ là danh từ liên quan đến chủ đề mua sắm. Câu 3 này. Population growth is causing destruction of wildlife throughout the world. Ô trống ở đây thì nằm sau từ wildlife, cuộc sống hoang dã. Tuy nhiên thì từ này cũng đóng vai trò như là một tính từ. Vậy từ trở trong ô trống mà chúng ta cần điền vào chính là một danh từ liên quan đến động vật hoang dã. Câu 4. Luckily, my hometown rarely suffers from such as flood or storms. Ở đây thì chúng ta sẽ phải điền một danh từ ở sau giới từ from. Và danh từ này thì sẽ có ví dụ, đó là lũ lụt và bão. Và câu cuối cùng. Generally, you can't over prices of goods in the supermarkets. Sau động từ quyết thiếu can't, chúng ta sẽ phải điền vào đây một động từ.
Đó chính là những gợi ý về cách làm bài tập này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm bài tập và sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án nhé. Number 1, đáp án của chúng ta sẽ là single use. Chúng ta nên tái chế những sản phẩm dùng một lần thay vì vứt chúng đi. Number 2, customers. Những trung tâm mua sắm này thì thu hút rất nhiều khách hàng trong mùa giảm giá. 3, habitats. Gia tăng dân số đang gây ra sự phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã trên toàn thế giới. 4, natural disasters. May mắn thay, quê hương của tôi hiếm khi bị thiên tai, chẳng hạn như là lũ lụt hoặc bão. 5, bargain. Nói chung là bạn không thể mặc cả giá hàng hóa trong siêu thị. Chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động 3. Use the correct forms of the words in the brackets to complete the sentences. Đây là bài tập yêu cầu chúng ta chia dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu. Để làm tập bài tập này thì chúng ta cần phải dựa vào vị trí của từ loại và nghĩa của chúng ở trong các câu để chia cho phù hợp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giải bài tập 3 nhé. Number 1. The tsunami in Tonga was very. Hundreds of houses were swept away. Từ được cho ở đây là từ destroy, là một động từ với nghĩa là phá hủy. Tuy nhiên thì ô trống lại nằm ở sau một động từ to be, vậy nên chúng ta sẽ phải chuyển từ động từ thành tính từ. Tính từ của từ destroy đó là destructive, mang tính phá hủy. Sóng thần ở Tonga thì có sức tàn phá rất lớn, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi. Câu 2 này. One of shopping online is that you do not know exactly what you will get. Từ trong ô trống là từ advantage, danh từ. Và ở đây, sau số từ này và đứng trước một giới từ thì chúng ta sẽ cần phải điền một danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ phải thay đổi từ advantage như thế nào? Ở câu 2 thì chúng ta sẽ dựa vào nghĩa của câu. Câu này thì người ta đang nói rằng mình sẽ không biết được chính xác sẽ nhận được gì khi mua sắm trực tuyến. Và theo các em thì đây là một ưu điểm hay là nhược điểm của việc mua sắm trực tuyến nhỉ? Đây chính là một nhược điểm của mua sắm trực tuyến. Và chúng ta có trái nghĩa với advantage, đó là disadvantage, bất lợi. Và đó cũng chính là đáp án của câu 2. Câu 3 này. Endangered species are animals in the wild that face a high risk of. Chúng ta có một ô trống sau từ of, vậy đây chính là một danh từ. Từ được cho trong ngoặc là extinct, tính từ tuyệt chủng. Danh từ của từ extinct đó là extinction, và đây cũng là đáp án của câu 3. Loài nguy cấp là động vật trong tự nhiên có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Câu 4 này. Shopping is a form of behavior that makes shoppers buy many items that they don't need. Ở đây chúng ta có một ô trống đứng trước từ shopping, danh từ mua sắm. Vậy, từ cần điền sẽ phải là một tính từ. Từ ở trong ngoặc, addict, là động từ, có nghĩa là nghiện. Vậy tính từ của từ này là gì? Câu trả lời sẽ là addictive, nghiện mua sắm. Nghiện mua sắm là một dạng hành vi khiến người mua hàng mua nhiều món hàng mà họ không cần. Và câu cuối cùng. When a natural disaster happens, we must listen to from local authorities. Khi mà có thảm họa tự nhiên xảy đến, thì chúng ta cần phải lắng nghe cái gì đó từ chính quyền địa phương. Ô trống chúng ta cần điền ở đây đó là một danh từ. Từ đầu cho trong ngoặc là từ instruct, động từ chỉ dẫn. Và danh từ của từ này chúng ta sẽ thêm đuôi in ở cuối, instruction, sự chỉ dẫn. Khi có thiên tai xảy ra thì phải nghe theo sự chỉ đạo từ chính quyền địa phương. Và đó cũng chính là những hoạt động của phần vocabulary. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần grammar, ngữ pháp. Chúng ta sẽ được ôn tập về thì quá khứ tiếp diễn này, thì hiện tại đơn với ý nghĩa tương lai, câu phức với mệnh đề chỉ trạng ngữ chỉ thời gian và trạng từ chỉ tần suất. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài tập thứ tư. Bài tập 4 yêu cầu chúng ta đó là sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu. Để làm được bài tập này thì chúng ta sẽ cần phải xét ngữ cảnh của câu để xem nên dùng thì gì cho thích hợp.
Number one, while I out my cupboard, I found these photos. Câu này thì có nghĩa là khi mà tôi đang lau dọn tủ chạn thì tôi tìm thấy những bức ảnh này. Ở trong câu này thì I found these photos là một sự việc tức thời diễn ra, là ở thì quá khứ đơn, và làm gián đoạn một hoạt động đang xảy ra, đó là clean. Vì vậy thì động từ clean chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Và ở đây chúng ta có I là chủ ngữ số ít, nên chúng ta sẽ chia to be was. Và đáp án ở đây sẽ là was cleaning. Câu 2 này. Simon is studying hard. His exam this Friday. Câu này thì có nghĩa là Sam đang học hành chăm chỉ và anh ấy có bài kiểm tra vào thứ 6 này. Trong câu trên thì việc Sam có bài kiểm tra vào thứ 6 này là một lịch trình trong tương lai. Và việc này thì đã có sự sắp xếp từ trước rồi đúng không nhỉ? Và Sam is studying hard chỉ sự chuẩn bị của Sam cho lịch trình này. Vì vậy thì chúng ta sẽ chia động từ have ở thì hiện tại đơn với ý nghĩa là tương lai. Và chủ ngữ ở đây là he, nên chúng ta sẽ chia have thành has. This brochure says that the big sale next Friday. Cái tờ quảng cáo này thì nói rằng đợt giảm giá lớn sẽ bắt đầu vào thứ 6 tới. Và trong câu này thì chúng ta thấy là đợt giảm giá đã bắt đầu vào thứ 6, được gắn trên tờ quảng cáo là một sự kiện trong tương lai. Sự kiện này thì đã có sự sắp xếp từ trước. Và tương tự như câu 2 thì động từ start chúng ta cũng phải chia ở thì hiện tại đơn với ý nghĩa là tương lai này. Và ở đây thì chúng ta có chủ ngữ, đó là the big sale là chủ ngữ số ít, nên chúng ta sẽ chia start thành starts. Ở câu 4 thì chúng ta có một câu hỏi. The flood victims still when the rescuers came. Ở đây thì chúng ta sẽ có một câu với nghĩa là các nạn nhân lũ lụt có còn chờ đợi khi lực lượng cứu hộ đến không? Và động từ cần chia ở đây là động từ wait. Trong câu trên thì when the rescuers came là một hoạt động tức thời ở thì quá khứ đơn, chen ngang vào hành động đang diễn ra, đó là hành động wait, chờ đợi. Vì vậy mà động từ wait chúng ta sẽ cần chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Và với thì này thì chủ ngữ the flood victims và dạng câu hỏi thì wait sẽ chuyển thành were the flood victims still waiting. Và đáp án ở đây sẽ là were và waiting. Và câu cuối cùng này. I just asleep last night when I a knock at the door. Câu này với động từ for và here chúng ta sẽ có nghĩa là đêm qua tôi vừa mới ngủ thiếp đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong câu trên thì việc nghe thấy hear là một sự việc tức thời này. Còn việc người nói ngủ thiếp đi, fall asleep vào đêm qua là một hành động đang diễn ra. Vì vậy nên mệnh đề thứ nhất chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Còn mệnh đề thứ hai chứa hành động trên ngang một hành động khác đang diễn ra thì chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Fall thì chúng ta sẽ chia thấy was just falling. Và here chúng ta sẽ chuyển thành heard. Chuyển sang bài tập thứ 5, bài này yêu cầu chúng ta đó là hoàn thành các câu mà nó đúng với bản thân của bạn. Ở đây mỗi câu thì người ta đã cho các em một vế và chúng ta sẽ nghĩ ra vế còn lại để hoàn thành câu này. 1. When I finished my lessons yesterday. Khi mà tôi học bài xong ngày hôm qua thì tôi đã làm gì đó. Vế tiếp theo của câu này chúng ta sẽ sử dụng một mệnh đề với thì quá khứ đơn để chỉ một hành động xảy ra sau khi một hành động nào đó kết thúc. Câu 2 này. Before I go to bed at night. Vế này thì đang là một mệnh đề trạng ngữ trí thời gian, nên vế sau chúng ta sẽ sử dụng thì tương lai đơn. Câu 3 này. I will wait until the teacher. Tôi sẽ đợi đến khi giáo viên của tôi làm gì đó. Vế còn thiếu ở đây thì sẽ là mệnh đề trạng ngữ trí thời gian, nên chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn cho vế này. Câu 4 này. As soon as we have our summer holiday. Chúng ta thấy vế câu này có từ as soon as. Vậy đây chính là vế mệnh đề trạng ngữ trí thời gian. Và mệnh đề tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng nó ở thì tương lai đơn nhé. Và câu cuối cùng. I usually listen to music while. Tôi thường nghe nhạc khi mà tôi làm gì. Câu này chỉ một thói quen,
hay một sở thích nên chúng ta sẽ sử dụng ở thi hiện tại đơn. Bây giờ thì cô sẽ gợi ý cho các em câu trả lời như sau. 1. When I finished my lessons yesterday, I went out with my friends. 2. Before I go to bed at night, I will surf the internet. 3. I will wait until the teacher allows me to come in. 4. As soon as we have our summer holiday, we will visit our grandparents in Nha Trang. 5. I usually listen to music while I do my housework. Và đó cũng chính là những hoạt động của phần Review 3. Cô hy vọng rằng qua những hoạt động này chúng ta đã có thể ôn tập lại kiến thức của 3 bài 7, 8 và 9. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên subscribe và nhấn nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video giải thích giáo khoa tiếng Anh thú vị và bổ ích nào của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!